Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giu-đê-a và miền bên kia sông Giô-đan, dân chúng lại tụ họp bên Người và Người lại dạy dỗ họ như thường lệ. Những người biệt phái đến gần và hỏi thử Người rằng: Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng? Người đáp: Mô-se đã truyền cho các ông thế nào? Họ thưa: Mô-se cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Mô-se đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để liếng ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ. Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó, và Người bảo các ông: Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước, và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Marco trình thực cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đến Giu-đê-a, dân chúng tấp nập kéo đến nghe Người giảng. Người Pha-ri-si-ên đã cố ý gài bẫy Chúa Giêsu khi nói: Thưa Thầy, chồng có được phép rảy vợ không? Chúa Giêsu biết họ hỏi như vậy là cố ý thử Người, nên nói: Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã tạo nên con người có nam có nữ, và vì thế người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh rằng từ ngàn xưa Thiên Chúa đã thiết lập nên luật hôn nhân. Đây là luật bất khả phân ly, và không ai có quyền gỡ bỏ luật này, dù là Đức Giáo Hoàng, Đức Giám Mục hay Linh Mục. Chính vì thế, giao ước giữa người nam và người nữ mang một giá trị trường tồn vĩnh cửu. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, xã hội ngày hôm nay công nghệ phát triển, nhất là mạng xã hội như Zalo, Facebook, nó làm cho chúng ta gần nhau, nhưng mặt khác nó cũng làm cho chúng ta xa cách nhau, dần đến mất tình bạn, tình thân, nhất là tình yêu vợ chồng. Vợ chồng thiếu sự chung thủy với nhau sẽ đến một kết cục, đó là ly dị. Và có lẽ có một lý do sâu xa nhất nữa là vì các cặp đôi không còn cảm thức về sự thánh thiêng của hôn nhân mà được Thiên Chúa chúc phúc và Ngài đã nâng lên hàng bí tích. Trái lại, các cặp đôi vợ chồng chỉ xem hôn nhân như một giao ước có tính tạm bợ, cho nên họ dễ dàng bỏ nhau. Và khi gặp những chuyện buồn hay không hợp nhau, các cặp đôi thường đi lạc hướng như thế. Chính vì vậy, chúng ta được mời gọi nhìn lên gia đình của Thánh Gia. Chính gia đình Thánh Gia Thất là gương mẫu để cho mọi người chúng ta noi theo và muốn được như gia đình Thánh Gia Thất. Mọi người chúng ta phải chuyên cần cầu nguyện, nâng lãnh nhận các bí tích và tham dự các giờ kinh cùng nhau trong gia đình, cũng như tại cộng đoàn giáo xứ của chúng ta. Bởi lẽ chính đời sống cầu nguyện sẽ là dây nối kết sự hiệp nhất trong gia đình, trong giáo xứ. Và trong cầu nguyện, Thiên Chúa sẽ hướng dẫn mọi thành viên tìm thấy niềm vui, sự bình an. Và nếu gia đình có những bất hòa,
cãi vã thì cầu nguyện sẽ là sự hòa giải. Và nếu trong gia đình có sự lo âu, buồn phiền thì cầu nguyện sẽ đem lại bình an, an vui. Và khi gia đình phải đối diện với trăm ngàn khó khăn của cuộc sống hàng ngày, cầu nguyện chính là được Thiên Chúa yêu thương, bảo vệ, chăm sóc, để mọi thành viên trong gia đình vượt qua những thử thách gian nan trong yêu thương, trong niềm phó thác và niềm tin cậy vào Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa gia đình của mọi người chúng con đang hiện diện nơi đây. Xin Chúa giúp những ai đang tiến đến hôn nhân, cũng như trong hôn nhân, luôn sống trong tình yêu của Chúa và biết đặt Chúa vào trong tình yêu của gia đình của mình, để can đảm sống trung tín với lời cam kết trong hôn nhân, là yêu thương nhau suốt cuộc đời. Và xin cho tình yêu của mọi gia đình chúng con luôn mặn nồng, để dù qua những gian nan vất vả trong cuộc sống của chúng con vẫn một lòng yêu thương, tha thứ và chung sống bên nhau đến trọn đời. Amen. Anh chị em thân mến, ngay từ buổi khởi đầu của bình minh trong dòng lịch sử nhân loại, Thiên Chúa đã trao cho con người một quà tặng vô giá, đó là lời chúc phúc trong đời sống hôn nhân. Và Ngài đã nói sự gì Thiên Chúa đã liên kết con người không được phân ly. Quả vậy, sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ thành vợ chồng là một kết hợp thánh thiện, không chỉ làm phong phú thêm cho cộng đồng nhân loại, nhưng còn là nền tảng cần thiết để xây dựng giáo hội và bảo tồn sự tồn tại, sự phát triển của xã hội. Cả hai người nam nữ khi kết hợp thành vợ chồng, họ trở nên một của nhau và cho nhau, vì nơi đó phát sinh tình yêu, sự hiệp nhất, và đồng thời cũng phát sinh sự sống mới cho hình ảnh của Thiên Chúa, cho nên họ cần phải bảo vệ bằng mọi giá. Chính vì hôn nhân là sự trao đổi yêu thương một cách tự do giữa người nam và người nữ, nên không ai có quyền áp đặt hay quyết định giao ước hôn nhân thay thế cho chính hai người nam và người nữ. Nó không phải là một chiếc ly giấy để khi chúng ta sử dụng xong không thấy giá trị, vứt vào sọt rác như một thứ cần loại bỏ. Nền văn minh của chúng ta nó như vậy đấy. Thí dụ như trong khoa học và công nghiệp và trong mọi lĩnh vực khác, người ta nghĩ và làm ra những sản phẩm mới, và những sản phẩm ấy được mau chóng được thay thế bằng những sản phẩm khác. Một nền văn minh thích những cái mới, thích sắm sửa, thích dục bỏ. Cái não trạng đấy tiềm ẩn ở bên dưới cái cách sống có nguy cơ nhiễm vào trong quan hệ của con người, làm những quan hệ gia đình, bạn bè trở nên mau hư. Người ta đã chọn cái tình yêu gia đình theo như thời trang. Người ta đã nói đến những cuộc thay vợ đổi chồng ở trên những trang mạng. Người ta đi tìm để kết bạn cả với những người có gia đình và cả những người chênh lệch khắp nơi về tuổi tác, nghề nghiệp, về kinh nghiệm sống, về dân tộc. Bởi lẽ người ta muốn làm lại cuộc sống để cho vui hơn, để cho lạ hơn, chứ không phải người ta bắt đầu bằng tình yêu như hôn nhân trong cuộc sống đầu tiên mà Thiên Chúa trao ban cho con người. Đây là xương là thịt của tôi. Câu hỏi của những người Pha-ri-siêu ngày hôm nay phản ánh cái não tràng ưa tạm thời, thích mới nới cũ, cứ theo mặt chữ, thì đây đúng là câu hỏi của một con người tiêu thụ
của một xã hội đương thời. Thưa Thầy, người ta có được phép ly dị, có nghĩa là người ta có được phép vứt bỏ vợ mình hay không? Phản ứng đầu tiên của Chúa Giêsu là đưa ra chất vấn người ta về luật mai sen, rồi người giải thích luật đó bằng lời này: chính vì các ông, vì lòng trai giả đá của các ông. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu khẳng định cái điều luật căn bản này dựa vào ý định của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ, có nghĩa là con người cần phải có một người khác để sống với. Ước muốn này rất mạnh, thậm chí người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà yêu thương vợ của mình để cả hai làm nên một cuộc sống. Thiên Chúa muốn cho tình yêu vợ chồng lớn hơn cả cái tình yêu của cha mẹ, của gia đình. Kết quả khác nữa là vợ chồng sẽ thành một xương một thịt, giống như chúng ta nói theo kiểu của Việt Nam: mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Vì thế không có quyền lực nào của loài người được phép phân ly hai người do hôn nhân công giáo, do Thiên Chúa tác đạo. Chúng ta nghĩ đến sự chết. Đúng như vậy, sự chết mới phá vỡ được sự duy nhất trong hôn nhân của người tín hữu. Chỉ có sự chết mới cắt đứt được mối dây ràng buộc hai người nam nữ với nhau mà thôi. Còn tất cả những ràng buộc bởi dân luật, tất cả những ý muốn của con người không vượt qua ý muốn của Thiên Chúa. Đấy là hôn nhân công giáo. Chúng ta cầu nguyện cho mọi gia đình công giáo chúng ta, cho mọi người đang yêu nhau nơi các gia đình và chuẩn bị kết hôn hiểu được Thiên Chúa liên kết chúng ta, và Chúa chúc phúc cho tình yêu mà Chúa vẫn trọn đời trung tín, như là một mẫu gương mà Thánh Phaolô nói: tình yêu của chúng ta giống như tình yêu của Thiên Chúa yêu thương con người, một Chúa Kitô yêu thương và phó mình cho hội thánh. Amen. Thưa anh chị em, lời Chúa trả lời cho các luật sĩ biệt phái năm xưa cũng là trả lời cho tất cả chúng ta, đặc biệt là những ai sống ở bậc sống gia đình. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly. Chúng ta xin Chúa nâng đỡ đời sống gia đình của chúng ta, để trong mọi hoàn cảnh chúng ta biết nhường nhịn yêu thương nhau suốt trọn cuộc đời như lời mình đã cam kết. Đồng thời chính mình cũng phải biết cổ võ và giúp đỡ con cái sống trong đời sống gia đình, nhất là những năm đầu đời của đời sống hôn nhân. Cha mẹ phải yêu thương và nâng đỡ để giúp cho con cái của mình sống bậc sống đời sống hôn nhân, vượt qua những sóng gió trắc trở của cuộc sống. Đừng có bảo là mày cứ bỏ nó đi, về nhà tao lấy cho thằng khác, tao nuôi, con nuôi nó được suốt đời không nha. Không được cổ võ cho và tán thành cho việc chúng ta ly dị, phá vỡ hạnh phúc. Không cha mẹ nào được phép làm điều ấy. Bởi vì sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly, giúp cho chúng và chính bổn phận của mình cũng cố gắng nỗ lực sống mỗi giây hôn phối ấy, đồng thời giúp cho chúng và chính mình cũng sống các tương quan nội ngoại cho nó cân bằng. Đừng có mình chỉ nhà nội nhà tao là nhà tốt thôi, còn nhà ngoại nhà mày cái đồ nhà mày. Mình hay chửi nhất là các ông bực lên rồi lôi cả dòng họ: cái đồ nhà mày không bằng cái đồ nhà tao. Không có đâu, chưa chắc đâu, đồ nhà tao chưa chắc bằng đồ nhà mày đâu. Nhà mình đừng có nói những câu như vậy, nó đau lòng và xúc phạm đến bố mẹ đôi bên. Tập cho chúng để sống các tương quan bố vợ hay bố ruột, mẹ chồng hay là mẹ ruột, con dâu hay con rể, tất cả là bố mẹ mình và tất cả là người đã vất vả sinh thành ra mình, cũng như tất cả phải là con cái của mình. Mình phải đối xử và thương nó, dù là dâu dù rể thì cũng phải thương như con ruột của chính mình, và nâng đỡ
để sống chúng sống giúp cho chúng cũng như giúp cho người khác sống trọn lời họ đã cam kết nhận nhau làm vợ làm chồng, không chỉ một giây một phút nhưng là yêu thương tôn trọng suốt cả cuộc đời. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta cùng chia sẻ với nhau cách mà chúng ta có thể bảo vệ gia đình của mình khỏi thực tế đau lòng của việc ly dị. Tin mừng theo Thánh Marco hôm nay giới thiệu Chúa Giêsu đang giảng dạy cho một đám đông từ mọi làng chung quanh kéo đến. Họ là những con người đơn sơ, chất phác, đã đón nhận lời Chúa một cách hết sức nhiệt tình. Nhưng trong số đó cũng có một số người Pharisêu có ý đồ quanh co tìm cách thách thức Chúa Giêsu bằng cách đặt ra thắc mắc. Một người chồng ly dị vợ có là việc hợp pháp hay không? Họ lấy lý do là ông Môsê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã trả lời một cách khôn ngoan và rõ ràng. Ngài chỉ ra gốc rễ của vấn đề đó là chính vì các ông lòng chai dạ đá nên ông Môsê mới viết điều răn đó cho các ông. Và Chúa Giêsu cho thấy từ ban đầu Thiên Chúa đã thiết lập hôn nhân mang tính duy nhất và bất khả phân ly. Lúc khởi đầu công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam, có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly? Hơn nữa, Chúa Giêsu còn dứt khoát lên án hành vi ly dị và nhấn mạnh những hậu quả nghiêm trọng của việc ly dị. Đó là bất cứ ai ly dị vợ mình và lấy người khác là đã phạm tội ngoại tình với vợ. Và bất cứ ai ly dị chồng mình và lấy người khác là đã phạm tội ngoại tình với chồng mình. Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 dạy rằng hôn nhân do Thiên Chúa thiết lập như một mối dây liên kết đời đời, không gì có thể cắt đứt được. Nó được bảo vệ và củng cố cũng như nâng cao không phải do luật của loài người, mà là do chính Thiên Chúa và do người khôi phục lại tự nhiên, tức là Đức Kitô Chúa chúng ta. Bởi thế, luật này không thể để cho loài người tự do lựa chọn, cũng như không thể để cho vợ chồng tự ý quyết định được, tức là không tự ý quyết định ngược lại được. Vì thế, hôn nhân không thể bị phá vỡ bởi một hay hai bên, không có lý do nào, dù mạnh mẽ đến đâu, có thể được coi là chính đáng để bênh vực sự ly dị. Vì điều này luôn đi ngược lại luật của Chúa và luật tự nhiên. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thay vì đi theo con đường của ly dị, chúng ta được khuyến khích làm mọi cách để duy trì và bảo vệ gia đình của mình khỏi nỗi đau và sự hỗn loạn của việc ly dị. Chúng ta hãy vun trồng những giá trị sau đây. Thứ nhất, đó là chúng ta hãy tạo cho mình, cho gia đình mình có một đời sống đức tin vững mạnh. Tôi tin rằng một trong những yếu tố quan trọng nhất để gia đình không ly dị là có một đời sống đức tin vững mạnh. Đời sống đức tin là nguồn sức mạnh tuyệt vời giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Nhờ đức tin, chúng ta tìm thấy niềm vui, hy vọng và sự an ủi trong Chúa. Khi chúng ta tìm kiếm sự hướng dẫn và sự hỗ trợ từ Chúa, chúng ta có thể tìm thấy giải pháp và sức mạnh để vượt qua mọi tình huống. Và chỉ có Chúa mới giúp chúng ta được mà thôi. Ở trong Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy những câu chuyện về những gia đình đã trải qua những thử thách và gian nan. Nhưng nhờ vào đức tin của họ, họ đã vượt qua và được Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ. Đó là sức mạnh của đời sống đức tin
và là niềm tin vào Chúa mà chúng ta được mời gọi. Thứ hai là chúng ta hãy trân trọng và gìn giữ giao ước hôn nhân. Chúa Giêsu khi trả lời câu hỏi của người Pha-ri-siêu về việc ly dị, người đã nhấn mạnh đến tính thánh thiêng của hôn nhân. Ngài chỉ vào trình thuật sáng thế, nơi mà Thiên Chúa tạo dựng người nam và người nữ và nối họ lại với nhau thành một xương một thịt. Từ đây chúng ta biết rằng hôn nhân không chỉ là một thiết chế của con người mà còn là một giao ước do chính Thiên Chúa thiết lập. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng và đề cao tính thánh thiêng của hôn nhân. Để bảo vệ gia đình của mình, vợ chồng phải nuôi dưỡng và trân trọng cũng như gìn giữ cam kết mà hai người đã thực hiện với nhau. Sự cam kết của vợ và chồng không chỉ được thực hiện trong lời nói mà thôi, mà còn trong hành động hàng ngày. Vợ chồng hãy dấn thân yêu thương, nâng niu và hỗ trợ nhau trong mọi giai đoạn của cuộc sống. Biết rằng sự kết hợp của vợ chồng được chính Thiên Chúa chúc phúc. Và điều thứ ba đó là nuôi dưỡng sự giao tiếp cởi mở, trung thực và tôn trọng lẫn nhau. Giao tiếp cởi mở, trung thực và tôn trọng lẫn nhau là chìa khóa để giữ cho mối quan hệ của gia đình mạnh mẽ và chặt chẽ. Hãy tạo ra một không gian an toàn nơi mà tất cả các thành viên ở trong gia đình cảm thấy thoải mái bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc, chia sẻ ý kiến và những khó khăn của mình một cách chân thành mà không phải lo lắng hay là phải phòng thủ. Hãy thúc đẩy giao tiếp cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau tìm kiếm giải pháp và hỗ trợ lẫn nhau bằng tình yêu và sự hiểu biết trong mọi tình huống. Và điều cuối cùng, để bảo vệ gia đình khỏi ly dị, mỗi người trong gia đình được mời gọi thực hành sự tha thứ và tình yêu vô điều kiện. Một thực tế là không có người vợ hay người chồng nào hoàn hảo cả, không có gia đình hoàn hảo. Vì thế trong đời sống gia đình, vợ chồng chắc chắn sẽ phải đối mặt với những thử thách, khó khăn, xung đột và sai lầm. Chúa Giêsu dạy chúng ta về tầm quan trọng của sự tha thứ và tình yêu vô điều kiện giữa vợ và chồng dành cho nhau. Ngài cảnh báo chống lại những hậu quả tai hại của việc ly dị và ngoại tình, đồng thời kêu gọi vợ chồng ưu tiên hòa giải và phục hồi. Noi gương Chúa Giêsu, vợ chồng hãy bày tỏ ân sủng cho nhau vì biết rằng tình yêu che đậy vô số tội lỗi. Trong những thời điểm khó khăn, sự tha thứ và tình yêu vô điều kiện là chìa khóa giúp vợ chồng vượt qua những khác biệt, phục hồi và chữa lành những rạn nứt để bảo vệ gia đình mình khỏi những tác động tàn khốc của ly dị. Ước mong mỗi người chúng ta biết vun đắp cho gia đình của mình theo tinh thần của Chúa. Amen. Chúa Giêsu ấn định luật hôn nhân và chúng ta gọi đây là thiên luật vì do Chúa ấn định. Thiên luật và nhân luật khác nhau hay giống nhau ở chỗ nào anh chị em? Thiên luật và nhân luật đều là luật. Thế nhưng giá trị của thiên luật, của thiên luật thì vĩnh cửu, trường tồn, không bao giờ thay đổi, bất biến. Còn giá trị của nhân luật, có thể hôm nay người ta thấy cần luật đó, người ta sẽ đặt ra, mai ngày có thể sửa chữa hay có thể không cần nữa thì hủy bỏ đi. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày, nơi mỗi người đang sống và trong tâm của mỗi người đang sống đều có những ấn định của thiên luật. Và bên ngoài cuộc sống của chúng ta được thể hiện đều có những biểu hiện của nhân luật. Và chẳng hạn như nhân luật dễ lắm, anh chị em đi ra đường, đi lề bên trái, người ta bảo anh chị em phạm luật. Thế nhưng một vài nước trên thế giới, luật đi đường ở bên trái,
tùy chúng ta ấn định. Thí dụ như quốc gia này ấn định luật đi bên trái, quốc gia kia ấn định luật đi bên phải, thì tùy quốc gia, tùy luật của quốc gia đó. Chúng ta mà nhập khẩu xe hơi của những quốc gia đi bên trái làm đường chính đó, thì chúng ta về phải sửa lại cái tay lái để nó nằm bên, nó nằm bên chiều thuận theo quốc gia của mình. Thưa anh chị em, đó là nhân luật, chúng ta đều có thể sửa được, đều có thể dừng lại nếu không thấy, nếu thấy nó không cần nữa, đều có thể tăng thêm nếu thấy nó cần thiết hơn, đều có thể sửa lại nếu thấy nó cần phải sửa. Nhưng thiên luật thì ngàn đời bất định. Chúa ban cho chúng ta những luật lệ cần thiết cho đời hôn nhân, và Chúa ấn định đó là luật trường tồn, đó là luật mãi mãi. Một người đàn ông cho một người đàn bà, và ngược lại một người đàn bà dành cho một người đàn ông, đó là thiên luật khi chúng ta đã lập nên bí tích hôn phối để trở thành vợ thành chồng, mãi mãi sống bên cạnh nhau. Ở đây Chúa Giêsu bảo rằng ai bỏ vợ mà lấy vợ khác thì phạm tội ngoại tình, và người đàn bà lấy chồng khác cũng phạm tội ngoại tình. Ai lấy người vợ đã bị bỏ, người đó cũng phạm tội ngoại tình, vân vân. Như vậy tất cả những gì mà chúng ta thể hiện phải là sự chung thủy suốt đời và không khác được. Bởi chúng ta khi rảy bỏ một người phối ngủ sống chung với mình, người đó hay là vợ là chồng của mình, thì là người phối ngủ của mình trở thành người trước hết vi phạm lề luật hôn nhân, và đó là ngoại tình. Rồi chúng ta còn làm cớ cho người bạn đời của mình ngoại tình nữa, cho nên lúc đó chúng ta lại có lỗi thêm một lỗi nữa. Khi chúng ta rảy bỏ một người, chúng ta đã ngoại tình, và rảy bỏ người đó, người đó có thể đi đến bước thứ hai, thì chúng ta cũng trở thành kẻ làm cớ cho người bạn đời của mình ngoại tình. Chúng ta phạm tội gấp đôi. Và thưa anh chị em, nếu sống không được mà rảy bỏ nhau, rồi cuối cùng ngoại tình theo kiểu, theo nghĩa là không sống nổi với nhau và rảy bỏ nhau, nó còn, tôi thấy nó còn đỡ hơn là đang sống chung trong một mái nhà, đang sống chung trong đời sống hôn nhân, đang sống chung trước mắt mọi người thấy rõ mà đi ngoại tình, còn tội nặng hơn. Hằng ngày về sống với vợ của mình nhưng mà đi ra đường là lén phén với ai khác, tìm cách để mua vui với kẻ khác, càng tội nặng hơn. Chúng ta phản bội ngay khi chúng ta có mặt của người vợ, người chồng trong cuộc đời của mình. Chúng ta phản bội ngay khi chúng ta đã làm những điều mà ở đó sự lừa dối càng mạnh mẽ. Khi chúng ta lừa dối chính người cốt nhục của mình, là con cháu của mình chẳng hạn, lại còn lừa dối người bạn đời phối ngủ của mình, cho nên chúng ta phạm tội rất nặng nếu còn sống chung trong một mái gia đình như là một đôi vợ chồng bình thường mà lại phạm tội ngoại tình. Ngoại tình ăn lén á, có người bảo là ngày nào cũng ăn cơm ngán ha, lâu lâu đi ăn phở, chưa chắc cái thứ kia là phở đâu, giả tưởng thôi, ảo tưởng thôi. Rồi có những kẻ còn gân cổ nói rằng mình tự do, mình lừa vợ, lừa con của mình, lừa cháu của mình, tức là lừa tất cả cốt nhục của mình đó, mà còn cho rằng mình phải tự do. Tôi lấy thí dụ, ông chồng đi bia ôm về nhà, bà vợ phát hiện ra, con mình nó phát hiện ra càng quê nữa, càng nhục nhã nữa, mà nó lớn rồi nó có thể phát hiện ra, bảo rằng ba không được như vậy, ba phản bội mẹ, ba phản bội chúng con, ba làm tội, ba phản lại bí tích hôn nhân mà ba đã lãnh nhận. Thì ông chồng còn gân cổ lên, tao đó, tao phản bội làm gì được tao, tao còn có tự do của tao nữa chứ, tao không sống với mẹ mày, tao sống với người khác được không, tự do của tao. Tôi hỏi anh chị em tự do không hả?
Chúng ta đang làm nô lệ cho tội lỗi mà lại bảo rằng mình tự do. Kẻ đáng sợ là kẻ không biết mình nô lệ, và còn đáng sợ gấp ngàn lần hơn khi đang sống trong nô lệ mà lại ảo tưởng mình tự do. Đừng có tự do kiểu đó. Đó là một sự nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho nhục dục thấp hèn, và nô lệ cho sự ám của ma quỷ, cho sự lôi kéo mà ma quỷ nó chiến thắng trên mình. Một sự phản bội như vậy mà lại cho rằng mình tự do, đó là điều đáng sợ, đáng sợ vô cùng. Thưa anh chị em, tôi nói về phía đàn ông chứ đàn bà thì cũng không phải không có đâu ha. Cho nên khi tôi lấy ví dụ về một phía thì phía kia cũng phải hiểu, và chúng ta nhắc lại với nhau lời của Chúa Giêsu mà ai trong chúng ta cũng thuộc: sự gì Thiên Chúa ấn định, loài người không được phân ly. Kính thưa cộng đoàn, đa số ông bà chị em ở đây là sống ở trong cuộc sống của gia đình, và các anh em linh mục và tu sĩ thì sống độc thân, nhưng mà cũng sống ở trong một gia đình, nhất là đi tu dòng thì phải sống với nhau. Và cũng như một cái rổ bát, rổ đĩa mà nó để cùng với nhau thì thế nào nó cũng sứt mẻ. Thì sống trong một cộng đoàn cũng vậy, dù thánh thiện đến mấy chăng nữa, dù hiền lành đến mấy chăng nữa, nó cũng có những quan điểm khác nhau, rồi tính tình khác nhau, ý thích khác nhau. Và từ những ý thích khác nhau, cái sự khác nhau như vậy, nó sẽ dễ dàng gây nên cái sự đụng chạm, hiểu lầm, hay là làm cho người này buồn, người kia mất lòng, vân vân. Sự tình đó là chuyện rất là dễ hiểu, và chúng ta cảm thấy như thế. Và trong cái đời sống tu, mặc dù nó có cái sự khó khăn như vậy, nhưng mà rồi đến buổi tối, ai về nhà đấy, ai về phòng người đó cũng quên đi, từ từ nó quên. Nhất là nhờ lại cầu nguyện, nhờ những giây phút mà âm thầm để nói chuyện với Chúa, để Chúa soi sáng, để được quên đi. Nhưng mà chắc chắn là trong cái cuộc sống của gia đình, ông và anh chị em đi vào cũng nhìn thấy, rồi bực mình cũng nhìn thấy. Nghĩa là nó cứ thấy nhau mãi mãi. Và cái từ chỗ đó, cái ám ảnh, những cái sự bất bình, những cái sự khó không hiểu, rồi bên này nói, bên kia trả lời, vân vân, nó đủ thứ chuyện hết. Và từ những cái chuyện như vậy mà đâm ra đặt ra cái vấn đề: có nên sống với nhau nữa hay không? Có được phép ly dị hay không? Đây là một vấn đề rất là nhức đầu và đau óc của biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu gia đình, cũng như là một cái điều đau đầu cho giáo hội, đặc biệt là cho các vị linh mục làm việc mục vụ để các giáo xứ xin tới để là phép hôn phối. Nhanh lắm, còn yêu nhau lắm, yêu tha thiết, nghĩa là bố mẹ hay là ai nghe con cắn ngăn cả chăng nữa và thì nhất là không nhất định không chịu. Nhưng mà rồi khi mà đã có một chuyện này, xin cha giải quyết ngay cho tụi con, ngay lập tức, không thể nào ở với anh ấy nữa. Và ngày hôm qua thì đi giúp cho cái khóa của CEO nữ thì cũng có buổi tôi sau cái buổi hòa giải thì cũng có cái câu chuyện như vậy. Nghĩa là nhưng mà rồi thì mấy chị em khuyên là thôi đi vào tham dự cái buổi cái khóa của CEO đi. Thì sau khi mà được chia sẻ về cái bài về cái lòng nhân hậu của Thiên Chúa, nhất là người con hoang đàn trở về, thì chị đó đã đi xưng hú và đã trình bày tất cả, và rồi đã cảm thấy được cái tâm hồn nó cũng được bình an một phần nào. Có nhiều vấn đề và cũng giúp cho khóa của CEO cũng nhiều năm, thì cũng thấy có nhiều trường hợp đã quay trở về với nhau, phải sống một cuộc đời tốt đẹp. Thì phục vụ lời Chúa ngày hôm nay có mời gọi tất cả chúng ta, những người Pharisêu đã đến hỏi Chúa Giêsu, người ta còn được phép ly dị vợ của mình hay chồng của mình không? Thì Chúa Giêsu ngài đã trả lời là ngay từ ban đầu Thiên Chúa đã tạo dựng nên một người nam và người nữ, và cả hai lìa bỏ cha mẹ, lìa bỏ tất cả mọi sự để chung sống với nhau, để trở nên một. Hai người không còn phải là hai nữa, nhưng là một.
Và vì thế điều gì mà Thiên Chúa đã liên kết thì loài người không bao giờ được phép phân ly. Đây là một lời mà chính Chúa Giêsu Ngài đã khẳng định, và là một điều mà tất cả những người bước vào đời sống hôn nhân, như là đời sống hôn nhân của Kitô giáo, cũng đã tuyên hứa như vậy, là một điều rất là khó khăn trong cuộc sống, đụng chạm với nhau hàng ngày. Và vì thế chúng ta cần phải cầu xin Thiên Chúa để giúp chúng ta được sống yêu thương nhau và biết cảm thông với nhau. Cũng như trong cái bài đọc thứ nhất, sách của thư của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ đã nói lên rằng: anh em đừng phàn nàn, kêu trách lẫn nhau để khỏi bị xét xử. Phải chịu đựng, phải kiên nhẫn, hãy noi gương các vị ngôn sứ. Nghĩa là trong cuộc sống ở trần thế này, không ai mà không có những khó khăn, vấn đề khi mà phải làm việc, phải chung sống với nhau. Và ngay cá nhân của con người, chúng ta cũng có những điều chúng ta không có thể nào chịu đựng được chính mình, hay là những cái khuyết điểm của mình. Mình muốn khá hơn mà nó chẳng khá gì hết. Mình muốn nó chăm chỉ hơn và cứ lười lười thôi. Muốn ngủ dậy sớm hơn một tí nhưng mà nó cứ ì ra. Cho nên ngay cả cái bản thân của mình cũng nhiều khi mình không có thể nào mà chấp nhận được cái bản thân của mình. Đó là sự yếu đuối, chuyện rất thường tình của con người thôi. Và vì thế trong đời sống của gia đình, sống với nhau, chúng ta cũng cần phải có ơn của Thiên Chúa, phải chấp nhận nhau, cảm thông với nhau. Vì mình chọn nhau nhưng mà không có chọn và tất cả những cái tính tình của nhau được. Và những cái điều đó mình không thể nào thay đổi cái tính của mình một cách dứt khoát được. Nhưng phải có ơn của Thiên Chúa thì mình không có thể nào thay đổi cái tính của người khác được. Vì thế chỉ có ơn của Thiên Chúa mới có thể lay động cái tính tình, thay đổi cái cuộc sống của con người và có thể biến đổi họ thôi. Còn mình với mình là sao mà có thể mình làm được. Và vì thế cái đời sống của gia đình là một cái món quà quý giá mà Thiên Chúa đã ban. Vì thế chúng ta cầu xin được tất cả mọi người đang sống trong cuộc sống của gia đình cũng được bền vững và yêu thương nhau, hòa thuận với nhau để chu toàn cái sứ vụ mà Thiên Chúa trao phó cho họ trong cuộc sống của gia đình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đọc tin mừng của ngày hôm nay trong bối cảnh thế giới hiện đại, chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều được gợi lên rất nhiều điều để suy nghĩ, nhất là khi suy xét về thế giới với những bất ổn trong sự rạn nứt tương quan, đặc biệt là tương quan trong các gia đình. Chúa từng nói rằng trong vương quốc của Ngài, người ta sẽ không còn phân biệt chuyện vợ chuyện chồng. Nhưng câu chuyện mắc mếu mà chúng ta gặp phải hôm nay đã không còn chỉ là những câu hỏi cắc cớ của các Pha-ri-sêu ngày xưa, mà đã và đang là một hiện thực khốc liệt, gây ảnh hưởng đến toàn bộ sinh hoạt của xã hội. Vấn nạn ly dị thậm chí đã và đang tác động mạnh mẽ trong cộng đồng Kitô hữu chúng ta. Người ta không quen dung nạp và chịu đựng, chỉ chăm chú với cái tôi cá nhân và đòi hỏi quy ngã, nên tương quan gia đình, vốn bị sánh là nấm mồ của tình yêu, đã dần bị coi là một bản hợp đồng, người ta rất dễ dàng để xé rách. Còn chuyện được phép hay không được phép rẫy vợ rẫy chồng, điều ấy không còn là điều nghi hoặc nữa, nhưng đã được coi như một cái quyền, quyền được giải thoát nhau khỏi những hợp đồng hôn nhân. Chỉ từ câu hỏi về việc rẫy vợ của các Pha-ri-sêu, Chúa Giêsu đã nổi giận để mắng họ là những kẻ lòng chai dạ đá. Điều ấy cũng đủ để cho chúng ta thấy Ngài trân trọng đời sống hôn nhân biết là bao nhiêu. Quan điểm của Chúa, khi con người thiết lập nên giao ước hôn nhân, chính đương sự biến đổi tận căn để phù hợp với gia đình mới, để gắn bó keo sơn hơn. Người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Người đàn ông vốn gắn bó với biểu tượng gia tộc, anh ta mang những truyền thừa của gia tộc vào trong máu huyết của mình,
Thế mà người ấy sẽ phải rời bỏ cha mẹ mình, nghĩa là rời bỏ cả một nền văn hóa gia đình để gắn bó với vợ mình. Điều Chúa Giêsu gợi ý quả thật là một vấn đề mang tính gốc rễ. Đời sống gia đình với những thay đổi liên tục, từ sự nên một từ hai người thuộc về nền văn hóa khác nhau của gia đình, của vùng miền, rồi những thay đổi khi họ sinh con đẻ cái, khi họ mở rộng các mối tương quan, bạn hữu, công ăn việc làm, v.v. Trải qua những việc biến thiên liên tục như thế, nếu họ không trọn vẹn sự liên đới nên một, thì gia đình rất dễ rơi vào những căng thẳng. Ấy thế mà, với Chúa, sự gì Thiên Chúa phối hợp, loài người không được phân ly. Chúa Giêsu khẳng định mạnh mẽ như thế và tạo nên một kết luận dành cho tất cả các gia đình. Để họ đồng lao cộng khổ, để họ cùng nhau vượt qua những khó khăn và bế tắc trong cuộc sống, chứ không chỉ để hời hợt với việc hưởng thụ, vui thú. Đời sống con người đan xen những khoảnh khắc vui buồn sướng khổ, đó mới là cuộc trải nghiệm trần gian thực sự. Người ta chỉ có thể vượt qua những khó khăn ấy khi mà họ đồng hành cùng với nhau. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hân hoan biết dường nào khi dự tiệc cưới Cana, hân hoan biết bao khi chúc phúc cho gia đình. Lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở mỗi người trong chúng con về thái độ cẩn trọng trong việc ứng xử với người thân cận của mình. Chúa đã nghiêm khắc để nói về việc liên kết vợ chồng. Chúng con hiểu rằng mỗi giây liên kết hôn nhân chính là cơ hội để chúng con thử luyện việc đồng hành với nhau trong cuộc sống này, với lời thề trung thành đầy trách nhiệm và với cả danh dự trong đó. Xin giúp các gia đình luôn trung thành với điều mình đã thề thốt trước mặt Chúa và cộng đoàn, để đời sống gia đình khi nào cũng tương kính như tân, càng thêm gắn bó sau khi đã trải qua các biến cố của cuộc sống cùng với nhau. Amen. Trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Tình yêu xin muôn thuở đẹp lung linh, trăm năm mãi có ta có mình, dắt dìu nhau trên đường tình, dìu nhau trên con đường mến yêu. Dù khi ăn vui lúc ngậm ngùi, tình luôn son sắt đẹp tươi, niềm tin linh thiêng giữa dòng đời là gió giúp thuyền lướt trôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Ngày xưa khi mây mở trời Cana, đôi chim trắng vút bay giữa trời, Chúa nhìn theo môi mỉm cười, Ngài vui trông theo từng lứa đôi. Nguyện xin Giêsu nối đường đời, dìu đưa trăm lối ngàn nơi, người tay trong tay bước tuyệt vời về đến cõi trời thắm tươi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật lời Chúa hôm nay khởi đầu chương 10 sách Tin mừng Ma-cô bàn về một vấn đề nan giải của mọi thời đại, ly dị. Khi ấy có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-xu và hỏi rằng: "Thưa thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Ẩn sau câu hỏi này là những thử thách. Có thể người Pha-ri-sêu thật là muốn nghe ý kiến và nhận định của Đức Giê-xu về vấn đề ly dị, bởi người giảng dạy như một đấng có uy quyền chứ không như các kinh sư. Nhưng cũng có thể họ biết người sẽ trả lời như thế nào, nên tìm cách đẩy người vào thế thù địch với vua Hê-rô-đê là kẻ đã ly dị vợ để cưới một người vợ khác. Hoặc cũng có thể họ muốn nghe Đức Giê-xu nói trái lại luật Mô-xê, và như thế họ sẽ tố cáo người là kẻ chống đối. Tuy nhiên, câu trả lời của Đức Giê-xu lại rất dứt khoát, tuyệt đối không được ly dị. Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Hôn nhân không phải chỉ là chuyện của hai người yêu nhau và lấy nhau, vì trong tình yêu có sự hiện diện của Thiên Chúa là đấng phối hợp. Người tiếp tục bảo vệ tình yêu cả khi hai người cùng muốn chia tay. Hôn nhân cũng không phải là một bản hợp đồng mà hai bên được phép xé bỏ khi muốn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ly dị luôn là một vấn đề gây nhức nhối và khó chịu của mọi thời đại, và nó cho thấy tình trạng lỏng lẻo của đạo đức hôn nhân và tính dục. Vì thế, Tin mừng là một lời cảnh tỉnh, cần phải hàn gắn và sửa đổi lại tình trạng ấy. Những ai chỉ muốn kết hôn để tìm lạc thú cần phải hiểu rằng hôn nhân cũng là trách nhiệm. Những ai xem hôn nhân chỉ là phương tiện nhằm thỏa mãn các đam mê xác thịt cũng cần phải nhớ rằng hôn nhân là một sự liên hiệp thuộc linh. Họ cần phải hiểu được rằng một cuộc hôn nhân chỉ thành công khi một người nam và người nữ thật sự yêu nhau, có sức hiến thân cho nhau, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách trong tâm tình chúc tụng tạ ơn. Hôn nhân không luôn luôn là một khúc tình ca êm đẹp, nhưng là một cuộc sống chung với nhau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời. Do đó, chỉ có tình yêu đích thật mới giúp đôi bạn có khả năng và có ước muốn giữ trọn lời thề hứa trước mặt Thiên Chúa và Giáo hội. Vì thế, hãy bớt một chút ích kỷ tự ái, thêm vào một chút khiêm hạ yêu thương, bớt một chút tự do đam mê, thêm vào một chút hy sinh tha thứ, để gìn giữ tình nghĩa vợ chồng như quà tặng mong manh từ Thiên Chúa. Và những khi buồn chán và thất vọng về nhau, khi yếu đuối và vấp ngã, khi đổ vỡ quá lớn tưởng chừng không sao hàn gắn được, khi đời sống vợ chồng thành như hòa ngục trần gian, khi ấy chúng ta cần Thiên Chúa để tiếp tục yêu thương và kính trọng nhau. Lạy Chúa, xin dạy chúng con nhận ra được giá trị cao đẹp của tình yêu hôn nhân, vì chỉ có tình yêu đích thật mới giúp chúng con vượt qua những khó khăn và cám dỗ trong đời sống gia đình. Amen. Cuộc tình từ nay Chúa đã kết hợp, loài người nào ai dám phân ly được? Cuộc tình hạnh phúc còn mãi thiên thu. Nguyện cầu cùng Chúa ghé mắt yêu thương, đổ tràn hồng phúc xuống như tỷ đây, mãi mãi thủy chung yêu thương bền lâu. Xin cho đôi lứa hòa thuận thương yêu, xin Đức Kitô dìu dắt duyên tình nhau thắm thiết dài lâu. Luôn luôn chung tình.
trong niềm mới tin, xin ban ân phúc cho cuộc sống này trăm năm bền tin. Hợp một lời kinh dẫn xin cho chàng trọn vẹn niềm tin nên yêu nồng nàn, một niềm thành tín trọn nghĩa trung kiên. Nguyện cầu tình Chúa hướng dẫn chàng luôn, để trong cuộc sống biết kính trọng nhau, dẫu lúc bình an hay khi lầm than. Xin cho đôi lứa hòa thuận thương yêu, xin Đức Kitô dịu dàng duyên tình đầu thắm thiết dài lâu. Luôn luôn chung tin trong niềm mê tin, xin ban ân phúc cho cuộc sống dài trăm năm bền tin. Đường đời từ nay sánh vai mỗi ngày, một lòng một ý rắc gieo tin mừng, một đời làm chứng tình Chúa yêu thương. Nguyện cầu tình Chúa mãi mãi ở bên, để họ mạnh sức vững bước ngày đêm, ngước lên trời cao quê hương ngày sau. Xin cho đôi lứa hòa thuận thương yêu, xin Đức Kitô dịu dàng duyên tình nhau thắm thiết dài lâu. Luôn luôn chung tin trong niềm mê tin, xin ban ân phúc. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay Đức Giêsu bày tỏ quan điểm của Ngài về hôn nhân. Đó là sự hiệp thông tình yêu giữa một người nam và một người nữ, và cả hai trở thành một xương một thịt. Tin mừng cho thấy rõ, hôn nhân bắt nguồn từ Thiên Chúa và có tính vĩnh cửu, ngay từ buổi tạo dựng con người, chứ không phải là một quy tắc hay chuẩn mực trong cộng đồng Do Thái. Những người Pha-ri-sêu đã đặt vấn đề với Đức Giê-xu về điều luật Mô-sê cho phép người đàn ông được ly dị vợ mình, mặc dù người đàn bà không thể ly dị chồng mình theo luật Do Thái. Tuy nhiên, Đức Giê-xu đã vượt lên trên các điều luật Mô-sê. Ngài đi ngược lên tới sách sáng thế. Theo đó, Thiên Chúa tạo dựng người nam và người nữ để họ rời bỏ cha mẹ và trở thành một xương một thịt trong hôn nhân. Lời giảng dạy của Đức Giêsu về hôn nhân luôn luôn định hình nên giáo huấn của giáo hội về hôn nhân. Cho dù trong thực tế, chúng ta phải đối diện với những cuộc hôn nhân tan vỡ dưới hình thức này hay hình thức khác, nhưng cũng không vô hiệu hóa lời giảng dạy của Đức Giêsu về hôn nhân bất khả phân ly. Ngài còn nhấn mạnh thêm, đó là ý định của Thiên Chúa đối với đời sống hôn nhân. Chúng ta xác tín, tất cả những gì Đức Giêsu nói đều là mặc khải ý định của Thiên Chúa cho đời sống của chúng ta. Đó cũng là lý do vì sao chúng ta nên lắng nghe cẩn thận tất cả lời của Đức Giêsu. Bởi vì hạnh phúc và bình an thực sự chỉ được tìm thấy khi chúng ta sống theo ý định mà Thiên Chúa đã dành cho cuộc đời của chúng ta, như Đức Giêsu đã mặc khải. Đức Giêsu kêu gọi tất cả chúng ta, dù độc thân hay đã kết hôn, luôn sống trong sự hiệp thông với người khác để yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta. Đời sống yêu thương và hiệp thông như thế phản ánh chính đời sống nội tại của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta được kêu gọi hiện hữu vào cuộc đời này bởi vì chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, một hình ảnh của hiệp thông yêu thương giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Một cuộc hôn nhân bền vững khẳng định sứ điệp của Thánh Gia-cô-bê về sự kiên nhẫn và lòng cảm thông. Mặc dù trong hàng ngàn người quen biết, chỉ có một người trở thành bạn tâm tình và là người phối ngẫu của chúng ta. Điểm nổi bật trong thư Gia-cô-bê hôm nay là giá trị cao đẹp của lòng kiên trì với lời cam kết. Đối với những người đã kết hôn, người phối ngẫu của mình là một người bạn thật sự và là một kho báu vô giá.
vì họ phải trải qua một quá trình khó khăn nào đó để có thể tiến tới hôn nhân và kiên định trong cuộc hôn nhân đó. Mối tương quan bền vững này luôn bị thử thách. Và khi khó khăn hay xung khắc xảy ra, Thánh Gia-cô-bê khuyên chúng ta đừng cằn nhằn nhau, nhưng hãy nhìn vào các vị thánh như là những gương mẫu về lòng kiên nhẫn. Thánh Gia-cô-bê trích dẫn gương kiên nhẫn của ông Gióp trước những đau khổ nặng nề nhất mà ông gặp phải, nhưng ông vẫn kiên định trung thành với Thiên Chúa. Lòng kiên nhẫn và kiên định như thế cũng sẽ giúp một cuộc hôn nhân đứng vững trước bất cứ một cuộc xung khắc nào về sở thích hay thị hiếu nảy sinh trong đời sống. Lạy Chúa Giêsu, đời sống hôn nhân gia đình có những niềm vui, nhưng cũng nhiều thử thách, thậm chí đôi khi còn bị tổn thương. Tuy nhiên, mong ước kết hôn và hình thành nên một gia đình bền vững vẫn luôn là khát mong cháy bỏng và sống động của mỗi người. Xin cho các bạn trẻ sắp kết hôn hay những ai đã lập gia đình luôn biết cậy trông vào ơn Chúa để hiểu rõ giá trị cũng như quý trọng vẻ đẹp và phẩm giá của cuộc sống hôn nhân gia đình. Amen. Trao nhau dù có thương đau, cùng nắm tay nhau chung đường mãi sau. Nhớ nhé anh ơi, tình đã lên ngôi, thề hứa chung đôi chung hiếu muôn đời. Quỳ gối bên nhau thề hứa yêu nhau, cùng khấn van xin giữ cho niềm tin. Nhớ nhé em ơi, bàn thánh hôm nay đèn nến lung linh thề chung lối tình. Nguyện xin Thiên Chúa thương đến đôi ta, ngày tháng gặm hoa nghĩa sâu đậm đà. Đời sống tương lai nguyện bước chung vai, cùng Chúa chung xây gia đình hôm nay. Lạy Chúa thương con, gìn giữ tim con. Lạy Chúa cho con chung lời đoán hứa, kiếp sống hôm nay thề hứa chung tay gìn giữ đắp xây tình yêu lâu dài. Lạy Chúa tương lai dù có chông gai, cùng nắm tay nhau xây đời mãi sau. Kính Chúa yêu người đời sẽ vui tươi. Lạy Chúa thương con.